Theo báo New York Times, chỉ hơn một ngày sau khi chính thức nhậm chức, ông de Blasio đã phải đối mặt với một thử thách lớn. Đó là trận bão tuyết khắc nghiệt đổ vào thành phố lớn nhất nước Mỹ, kéo dài từ giữa tới cuối tuần qua. Và thị trưởng 52 tuổi chứng tỏ ông sẵn sàng chia sẻ khó khăn với người dân. Ông đã đến thăm công nhân vệ sinh ở khu Brooklyn và Queens, cảm ơn họ vì đã chăm chỉ làm việc để đảm bảo thành phố New York được sạch sẽ và an toàn. Sau đó, mọi người được chứng kiến cảnh thị trưởng de Blasio tự mình dọn tuyết trước cửa căn nhà nhỏ của ông tại khu dân cư Park Slope ở Brooklyn. Trước ánh mắt của mọi người, ông de Blasio đã trình diễn cách dọn tuyết thế nào để tránh bị đau lưng. Xuất hiện trong cuộc họp báo ở Queens, thị trưởng de Blasio ăn mặc rất giản dị. Thân gửi tới những người dân yêu quý của thành phố New York. Sáng nay, tôi đã tự dọn tuyết trước nhà mình và tôi mong rằng các bạn cũng sẽ làm như thế. Công nhân dọn tuyết hiện đang rất bận rộn trên các tuyến đường và họ cần chúng ta giúp đỡ. Hãy nhớ đến những người già và những người vô gia cư đang phải sống trong cảnh giá rét. Tôi cũng đề nghị mọi người không ra khỏi nhà khi nhiệt độ hạ xuống mức âm 18 độ C. Phong cách của ông de Blasio được đánh giá là hoàn toàn trái ngược với tỷ phú Bloomberg, người sống trong một dinh thự rộng 1.100m² ở gần công viên Central Park. Tháng 12 năm 2010, ông Bloomberg bị chỉ trích dữ dội vì phản ứng chậm chạp khi bão tuyết hoành hành ở New York, đổ 50cm tuyết xuống thành phố. Là một chính trị gia ít kinh nghiệm, ông de Blasio thắng cử hồi tháng 11 năm 2013 với hơn 73% số phiếu. Thông điệp của ông là giảm sự bất bình đẳng tại New York, xây thêm nhà cho người nghèo, tăng thuế đối với nhà giàu để tiếp vốn cho chương trình giáo dục miễn phí cho trẻ em mẫu giáo. Ông khẳng định sẽ cải tổ để New York không còn là vùng đất của tầng lớp nhà giàu 1%, mà là nơi tất cả mọi người đều có thể sinh sống, làm việc và lập gia đình.